chân dung trên tờ 100 đô la. Nhiều người Việt rất thích tờ 100 đô la của Mỹ, nhưng chắc không mấy ai tò mò, tự hỏi là chân dung ở trên tờ tiền này là ai. Một số người đoán có lẽ đó là một vị tổng thống nào đó của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thực ra đó không phải là chân dung của tổng thống nào của Hoa Kỳ, mà là chân dung của một người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ hơn hầu hết các vị tổng thống, là một nhà tư tưởng xuất sắc một chính khách lỗi lạc, một nhà văn, một nhà khoa học, nhà phát minh, nhà ngoại giao, nhà in, nhà sản xuất và triết gia chính trị. Một trong những người lãnh đạo lập quốc và anh hùng dân tộc của Hoa Kỳ, trong lịch sử nhân loại khó có ai có thể sánh được về tài năng và ảnh hưởng với con người này. Ông là Benjamin Franklin. Benjamin Franklin sinh ngày 17 tháng Giêng năm 1706 tại thành phố Milk, Boston. Do việc làm ăn của người cha xa xúc, năm lên 10 thì Benjamin buộc phải thôi hẳn việc học ở trường. Năm 12 tuổi thì Benjamin làm thợ in cho anh trai James. Do ham học, ông đọc ngấu nghiến mọi thứ sách báo mà ông có được. Năm 1721 thì James Franklin lập ra một tờ báo lấy tên là New England Current. Đây được coi là tờ báo độc lập đầu tiên của Mỹ. Benjamin tỏ ý muốn là một người viết bài cho báo, nhưng bị từ chối. Ông bèn gửi bài theo bưu điện, với bức danh là Mrs. Silent Do Good, có vẻ như là một mệnh phụ. Và thật bất ngờ những bài của ông đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nêu ra những vấn đề xã hội mà rất nhiều thành phần quan tâm. Tuy nhiên, James đã rất khó chịu khi phát hiện ra tác giả của những bài viết này chính là em trai của mình. Franklin là người ủng hộ tự do ngôn luận ngay từ khi còn nhỏ. 17 tuổi, Benjamin bỏ nhà tới Philadelphia để tìm việc làm. Những năm sau đó, ông phải vật lộn mưu sinh. Sau vài tháng khi ông đang làm việc trong một nhà in, Franklin được thống đốc tiểu bang Pennsylvania, Sir William Keith, thuyết phục đến London. Phát hiện ra rằng những lời hứa của Keith về việc ủng hộ một tờ báo đã trở nên trống rỗng. Franklin đã làm công việc sắp chữ trong một cửa hàng máy in ở nơi hiện là nhà thờ St Bartholomew the Great ở khu Smithfield của London. Sau đó, ông trở lại Philadelphia vào năm 1726 với sự giúp đỡ của Thomas Denham, một thương gia đã thuê Franklin làm thư ký và nhân viên kế toán trong công việc kinh doanh của mình. Chứng kiến sự trì trệ của xã hội năm 1727, Franklin lập ra một hội lấy tên là Junto, gồm những người thợ và thương nhân hy vọng hoàn thiện chính mình, đồng thời hoàn thiện cộng đồng. Việc xuất hiện Junto châm ngòi cho phong trào hình thành các tổ chức xã hội và nghề nghiệp khác nhau ở Philadelphia. Một trong những hoạt động quan trọng của Junto là đọc sách, nhưng sách rất hiếm và đắt tiền. Để có được nhiều sách cho mọi người đọc, Franklin đã lập ra Library Company of Philadelphia. Tiền mua sách do các hội viên đóng góp và các độc giả trả phí khi mượn sách. Công ty này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và trở thành một trong những thư viện vĩ đại nhất thế giới. Năm 1730 thì Franklin thành lập xưởng in riêng của mình, đồng thời lập ra tờ báo The Pennsylvania Gazette. Tờ báo này nhanh chóng trở thành diễn đàn bàn về việc cải cách xã hội. Ông trở nên giàu có khi xuất bản cuốn sách Poor Richard's Almanac mà ông viết dưới tên Richard Saunders. Sau năm 1767, ông gắn bó với Pennsylvania Chronicle, một tờ báo nổi tiếng với những cảm xúc mang tính cách mạng và những lời chỉ trích các chính sách của Quốc hội Anh. Với tư cách là chủ bút và là người viết những bài quan trọng đưa những ý kiến, những tư tưởng cách mạng Benjamin Franklin nhanh chóng có được uy tín của một nhà cải cách thông thái cùng năm thì Franklin nhận làm cha của một đứa bé tên là William ông nuôi William cho đến khi người này trưởng thành và được chính ông dàn xếp để làm thống đốc new jersey rồi trở thành nhân vật hoàn toàn bất đồng chính kiến với ông William là người theo chế độ bảo hoàng trong khi Benjamin Franklin là nhà cải cách 1 tháng 9 năm 1730, Franklin kết hôn với bà Deborah Reed, là người đã từng có hai đời chồng. Sau này họ có với nhau hai người con. Năm 1731, Franklin trở thành một trong những nhà lãnh đạo của hội tam điểm ở Hoa Kỳ. Ông bắt đầu viết sách về nguyên tắc và hoạt động của hội này. Năm 1743 thì ông sáng lập hội triết học Mỹ, trong những năm tháng đó thì vốn kiến thức mà ông tích lũy được về khoa học và kỹ thuật đã đưa ông lên tầm một nhà khoa học thực thụ ông phát hiện ra là có hai loại điện và gọi chúng là điện âm và điện dương ông nêu ra lý do bảo toàn điện tích ông phân loại được các chất thành chất dẫn điện và chất cách điện nhờ đó đã không gặp nguy hiểm về tính mạng khi thu điện từ các đám mây ông là người đầu tiên phát hiện ra sự khác nhau giữa hướng gió trong cơn bão và hướng di chuyển của cơn bão, một điều rất quan trọng đối với dự đoán bão. Ông tìm ra lý do làm lạnh bằng hiện tượng bay hơi và đã tạo ra được nhiệt độ âm 14 độ C trong môi trường mùa hè bằng cách cho ether bay hơi. Ông có những phát minh đi vào lịch sử khoa học kỹ thuật, trong số đó có cột thu lôi, kính hai tròng, lò sưởi Franklin, ống thông tiểu mềm năm 1753 thì Franklin được trao tặng huy chương Copley của Hội Hoàng gia Anh giống như Viện Hàn Lâm Khoa học. Năm 1762, ông được Đại học Oxford trao bằng tiến sĩ danh dự. Trong đời sống xã hội, Franklin cũng có những đóng góp lớn lao. Ông đã lập ra công ty cứu hỏa đầu tiên tại Hoa Kỳ, thành lập hàng lâm viện Philadelphia năm 1751 và sau đó trở thành Đại học Pennsylvania Cùng với tiến sĩ Thomas Bond, thành lập Bệnh viện Pennsylvania, bệnh viện đầu tiên ở Hoa Kỳ. Ông tổ chức và là thơ ký đầu tiên của Hiệp hội Triết học Hoa Kỳ và được bầu làm chủ tịch năm 1769. Cuối thập niên năm 1740, Franklin bắt đầu hoạt động với tư cách là viên chức chính quyền. Ngoài các chức vụ trong chính quyền của thành phố và vùng Pennsylvania, ông còn đảm nhiệm công tác ngoại giao với Anh quốc và Pháp. Năm 1751, ông được bầu vào Quốc hội Pennsylvania. Năm 1754, Franklin lãnh đạo phái đoàn Pennsylvania tham gia đại hội Albany. Tại đó, ông đưa ra một tuyên ngôn về liên minh thuộc địa. Mặc dù tuyên ngôn không được thông qua, nhưng đó là cơ sở về tư tưởng cho hiến pháp hợp chủng quốc sau này. Từ năm 1757 cho đến năm 1762, Franklin sống ở anh quốc để dành tâm trí và sức lực cho cuộc đấu tranh chống lại các đặc quyền đặc lợi của một số nhân vật hoàng gia anh tại hoa kỳ và đòi quyền lợi kinh tế và chính trị cho các thuộc địa của anh trên đất mỹ Franklin đã giành được danh hiệu The First American cho thời kỳ đầu của ông và vận động không ngừng nghỉ cho sự thống nhất thuộc địa Năm 1763 thì Franklin thay mặt cho chính quyền Pennsylvania đứng ra dẹp một cuộc nổi loạn. Những người tham gia cuộc nổi loạn này khi đó đang tiến hành một cuộc trả thù tàn bạo đối với những người Indian, Mỹ da đỏ. Như vậy, Franklin đã giúp cho người Mỹ da đỏ tránh được một cuộc thảm sát. Sau vụ đó, Franklin lớn tiếng lên án những quan điểm phân biệt chủng tộc hiện đang khá phổ biến trong dân chúng gốc châu Âu. Ông được tăng làm phó tổng giám đốc bưu điện. Cho các thuộc địa của Anh vào ngày 10 tháng 8 năm 1753, từng là giám đốc bưu điện ở Philadelphia trong nhiều năm và điều này giúp cho ông thiết lập mạng lưới liên lạc quốc gia đầu tiên. Trong các năm từ năm 1764 cho đến năm 1774, Franklin liên tục có mặt ở châu Âu để vận động cho cuộc giải cứu thuộc địa Hoa Kỳ khỏi sự cai trị của hoàng gia Anh. Đến năm 1775 thì ông trở thành phần tử nguy hiểm nhất trong mắt hoàng gia Anh. Tháng 3 năm đó, ông rời Anh Quốc trở về Hoa Kỳ. Ngày 5 tháng 5 năm 1775 thì chiến tranh cách mạng Mỹ bắt đầu. Trong cuộc chiến này thì một số vùng và sau này là các tiểu bang đã liên kết với nhau chống lại sự cai trị của hoàng gia Anh. Franklin được chọn làm đại diện của Pennsylvania tham gia đại hội thuộc địa lần 2. Năm 1776 thì Franklin tham gia một tiểu bang gồm 5 người soạn thảo tuyên ngôn độc lập trên cơ sở căn bản của Thomas Jefferson. Tháng 12 năm 1776, Franklin tới Pháp với tư cách là đặc sứ toàn quyền của Hoa Kỳ và làm việc tại đó mãi cho tới năm 1785. Trong thời gian đó, ông đã thuyết phục chính quyền Cộng hòa Pháp tham gia liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Uy tín của ông ở Pháp lớn đến mức việc treo chân dung của ông ở trong nhà trở thành mốt. Một người là Laurie Sherman đã thuê họa sĩ Duplessis vẽ chân dung ông, đến nay nguyên bản của bức chân dung này vẫn còn được treo trong phòng tranh chân dung quốc gia ở Washington DC và đó chính là bản gốc của chân dung ông trên tờ 100 đô la Mỹ. Năm 1785 khi trở về Hoa Kỳ, Franklin đã trở thành người có ảnh hưởng thứ nhì, chỉ sau George Washington. Ông đã tích cực trong các vấn đề cộng đồng và thuộc địa và chính trị tiểu bang cũng như các vấn đề quốc gia và quốc tế. Năm 1785 cho đến năm 1788, ông giữ chức Thống đốc tiểu bang Pennsylvania. Những năm tháng cuối đời, ông dành hết tâm sức của ông cho cuộc giải thoát nô lệ, chủ yếu là người da đen gốc Phi châu. Ban đầu ông sở hữu và giải quyết vấn đề nô lệ, nhưng đến cuối những năm 1750, ông bắt đầu tranh luận chống lại chế độ nô lệ, trở thành một người theo chủ nghĩa bãi nô và thúc đẩy giáo dục cũng như sự hòa nhập của người Mỹ gốc Phi vào xã hội Hoa Kỳ. Benjamin Franklin là người duy nhất để lại chữ ký trong bốn văn kiện lập quốc của Hoa Kỳ, trong đó có tuyên ngôn độc lập và hiến pháp. Benjamin Franklin cũng là người có năng khiếu và tham gia hoạt động nghệ thuật. Ông là hội viên Hội nghệ thuật Hoàng gia Anh nhiều năm. 200 năm sau và năm 1956, hội này đã lập ra huy chương Benjamin Franklin để trao tặng cho những tài năng nghệ thuật xuất sắc. Franklin đã được gọi là người Mỹ thành công nhất trong độ tuổi của ông và có ảnh hưởng nhất trong việc phát minh ra kiểu mẫu xã hội mà nước Mỹ sẽ trở thành cuộc đời và di sản thành tựu khoa học và chính trị cùng với tư cách là một trong những người sáng lập có ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ đã chứng kiến Franklin được vinh danh hơn hai thế kỷ sau khi ông qua đời trên tờ 100 đô la. Tên ông được đặt tên cho tàu chiến và tên của nhiều thị trấn, quận, cơ sở giáo dục và tập đoàn cũng như nhiều tài liệu tham khảo về văn hóa và với một bức chân dung trong phòng bầu dục của tòa bạch ốc Benjamin Franklin mất ngày 14 tháng 4 năm 1790 tại Philadelphia.